Hi, em xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay em lại đi ra cái vườn bồ hoàng đây. Em phát hiện một cái tổ chim hay tổ gì nó nằm dưới một cái viên đá. Đây là các bác, trước cụm mắt đây. Nó là một cái viên đá dưới viên hầm đá này. Không nhìn thấy không? Đây là em sẽ để em cho các bác xem. Đây. Em lúc em chưa cho cây chưa diễn ra, nhìn thấy nó tùm, đi rất lạ luôn nhá. Em đi qua em thấy là lạ. Đây các bạn, cửa này dán cây ở kia. Không các bạn. Xem một chút xem. Rất chi là lạ luôn các bạn. Xem hẳn luôn này, lạ luôn á. Quá luôn này. Nắp cái tổ đúng không? Khoe một cái đá rất lạ luôn. Rồi các bác thấy clip của em hay, ủng hộ like và đăng ký kênh cho em nhé. Em xin chào tất cả các bác. Hẹn các bác clip tiếp theo.